Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là mình đây. Như đã hứa ở video trước thì trong video hôm nay mình sẽ chia sẻ đến với tất cả mọi người một số mẹo chơi trong trò chơi sóc đĩa online này mà mình đã áp dụng rất thành công và hiệu quả. Mong rằng mọi người cũng sẽ thành công với nó. Trước khi đi vào chia sẻ thì mình cũng xin được nhắc lại là kênh YouTube của mình là nơi giao lưu học hỏi, tạo nên một cộng đồng chơi văn minh lịch sự, có kiến thức, có kế hoạch. Và các video đăng tải trên kênh YouTube của mình không mang tính chất dụ dỗ, lôi kéo người chơi. Và đặc biệt là các video của mình không dành cho trẻ em dưới 18 tuổi nhé. Mong rằng anh em sẽ luôn ủng hộ và theo dõi kênh YouTube của mình để mình có thêm động lực ra nhiều video mới hơn nữa nhé. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ vào chơi luôn nhé. Và một lời khuyên của mình cho anh em là bao giờ trước khi vào chơi thì anh em cũng nên vào trước test cầu xem hôm nay cầu kèo như thế nào, khoảng 15 phút trước khi chơi để nhận định được cầu đang như thế nào, và từ đó thì mình sẽ vào vốn hiệu quả hơn nhé. Và hôm nay cái số điểm mà mình mang vào đang là 27.46m nhé. Và cái bảng cầu ngày hôm nay thì đang ngang bằng nhau này. Và ở cái ván này thì nó đã về lẻ 3 đỏ rồi này. Và bây giờ thì cầu lại đang so le 1-1 này. 1, 2, 3, 4, 4 cộng 3 bằng 7, 7 thì là lẻ. Lẻ thì mình sẽ vào chẵn nhé. Mình sẽ vào bên chẵn 8M. Nặn cái ván đầu tiên xem là có thành công không nhé. Ra gì đây? Ok, chuẩn luôn chưa? Thành công ở cái ván đầu tiên này. Tiếp tục đến đây thì cầu vẫn đang là so le 1-1 này. 1, 2, 3, 4, 4 cộng 2 bằng 6, 6 chẵn chẵn thì ta lại vào lẻ nhá. Ván này mình sẽ vào lẻ 8M đi. Ôi không kịp rồi, không kịp để vào 8M rồi, hết thời gian rồi, ok. Lại tiếp tục húp. Khởi đầu khá là suôn sẻ phải không ạ? Đến đây thì vẫn là cầu so le trắng đỏ này. Ra được 2, 4, 6, 8, 8 ván rồi. Cầu như này rất hay về tứ này. Mình sẽ vào 7M bên chẵn nhá. Và mình sẽ lót tứ trắng 1M. Tại vì bảng cầu đang nghiêng về bên lẹ mà, nên mình sẽ lót tứ trắng. Ok chưa? Chuẩn đét luôn này. Còn gì để nói nữa, đủ uy tín cho anh em. Anh em nào chưa biết bắt cầu hay chưa hiểu gì thì có thể inbox cho mình nhé, mình sẽ hướng dẫn. Tiếp tục ở đây vẫn là cái cầu so le này, nên là mình sẽ vẫn vào 7M bên chẵn nhé. Và ván này thì có khả năng ra sấp đôi rất là cao này, vì cái ván trước đã ra tứ trắng rồi này. Ok, chuẩn luôn này. Không trượt một phát nào luôn. Bây giờ cái bảng cầu nó lại ra là 3 đỏ và 1 trắng này. 1, 2, 3, 3 cộng 3 bằng 6, 6 chẵn, chẵn thì ta lại vào lẻ nhá. Mình sẽ vào lẻ 8M đi. Tổng 6 thì mình sẽ lót 3 trắng 500k ở đây nhá. Xem nào. Ok chưa? Húp luôn này. Húp cả vị nhá. Và mình mới vào chơi được có 5 ván thôi. Bây giờ cái số vốn của mình đã lên là 77.76M rồi. Nếu để chơi bình thường ấy, thì vốn sẽ không lên được nhiều như thế này đâu nhá. Anh em chơi phải lót thêm vị thì cái cơ hội nhân x đôi, x 3 điểm số là mới lên nhanh được. Và đấy là người có cái số vốn từ trung bình đến to ấy, thì mình khuyên là mới lên lót vị nhá. Còn người nào mà có cái số vốn bé thì thôi, nên ăn chắc mặc bền, chơi hai cái cửa chính thôi. Đấy là mình khuyên thật là như thế. Và với cái số vốn như hiện tại thì mình đã có thể dừng chơi tại đây rồi, để bảo toàn cái số vốn cũng như là cái số lãi của mình. Anh em khi chơi thì cũng nên như thế, nên đặt ra cái mục tiêu chốt lãi và cắt lỗ cho bản thân, để biết bao giờ lên chơi tiếp và bao giờ mình nên dừng lại. Và cái vốn ban đầu của mình ấy thì cũng chỉ là 27M thôi, và bây giờ đã lên đến 77M rồi, là mình đã lãi được 50M rồi phải không ạ? Và chưa đầy 5 phút luôn. Bây giờ đi đâu làm gì 5 phút để kiếm được 50m bây giờ phải không ạ? Chủ yếu là anh em phải biết cách chơi và biết điểm dừng hợp lý, chứ chơi mà bị quấn, bị cay cú ấy là thôi xong rồi đấy. Vì thế nên là nhiều anh em thua tha xa bờ là vì thế, vì cứ mãi luẩn quẩn chưa tìm được cái giải pháp
và chưa biết mình thua vì đâu, nên là cứ mãi thua. Anh em nên nhớ rằng là mình càng chơi có kỷ luật ấy, thì không một cái trang nào nó bịp được mình. Bởi vì sao? Vì cứ đúng đủ mục tiêu là mình đã nghỉ rồi. Mỗi ngày mình cá rỉa một tí, vừa không bị soi mà ta lại kiếm được cơm gạo lâu dài. Không ai để ý đến những cái con cá nhỏ cả, người ta chỉ để ý đến những cái con cá to thôi. Vì cá to bán thì nó mới có lợi nhuận chứ, đúng chưa? Và ta chỉ cần làm cái con cá nhỏ, mỗi ngày ta cấu rỉa một tí và tích tiểu thành đại thôi, thì làm sao mà anh em thua tha được, phải không ạ? Ok, ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ xin kết thúc tại đây. Nếu anh em xem video thấy hay thì đừng quên cho mình một lượt đăng ký kênh cộng với một lượt like nhé. Và hẹn anh em ở những cái video sau với những cái điều hay ho hơn ở trong cái trò chơi sóc đĩa online này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhé.